bây giờ anh chị đã đưa bọn em lên cái chỗ một là cái chỗ bè bè cá một này, hai là cái chỗ mà bố thấy cái nước mặt thì ngay ở đây nội hàn thì nước đen ngòm, rác đầy, cá chết nổi lành bình là những gì đang diễn ra trên sông Cầu, đoạn chảy qua địa phận thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sự ô nhiễm, bốc mùi hôi thối từ dòng sông này đã khiến người dân nơi đây vô cùng khổ đốn. Chiều nó còn đỡ đấy các anh ạ. Chiều thì là bắt đầu nước nó chiều cường nó lên, nó hòa thì là đỡ. Chứ sáng ngày ra nước nó sút xuống thì tất cả đây nó chảy vẻ đen, không thể nổi được. Tất cả các giếng khoan xung quanh đây là hỏng hết rồi. Đấy, giếng khoan ngày xưa khác bây giờ hỏng hết tất cả các giếng khoan rồi. Mà cứ như thế này ai chịu nổi. Theo phản ảnh của người dân nơi đây, khoảng 4 năm trở lại đây, dòng sông Cầu, đoạn chảy qua địa phận thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chuyển màu đen, cá chết nhiều, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân không thể chịu nổi. Nước sông Cầu bị ô nhiễm nặng là do nước thải từ những nhà máy giấy trên địa bàn. Về tình trạng này, tháng 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu tại khu vực giáp danh hai tỉnh. Trưa ngày 4 tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản giao cho các đơn vị xử lý.